Dù bạn có định làm gì thì cơn đói có thể tấn công bất cứ lúc nào. Và nhờ những thủ thuật thông minh này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn những cách nhấm nháp đồ ăn sớm nhất có thể. Đôi khi, cơn đói có thể trỗi dậy mạnh mẽ đúng lúc ghê, như trong lớp lịch sử chẳng hạn. Ôi không! Nghiêm túc à, không thể tin nổi cậu đấy Kevin, cậu làm vãi hết bim bim ra bàn rồi. Ở đây, dùng khăn của tôi để dọn dẹp mớ hỗn độn khủng khiếp này đi. Trời, đó chỉ là một tai nạn thôi mà. Này, đợi đã, tôi vừa có một ý tưởng đỉnh của đỉnh. Bạn muốn một túi bim bim của mình chịu được mọi vụ nổ chứ? Tháo nắp nhựa ra và để túi khăn lau sang một bên. Dán nắp nhựa vào giữa túi bim bim như vậy nè. Tiếp theo, dùng dao quét lỗ vừa với nắp nhựa. Đẹp rồi nè. Bây giờ hãy đóng cái nắp đó lại cho đến khi bạn sẵn sàng nhâm nhi. Giờ thì thay vì làm đổ vụn ra khắp nơi, bạn có thể thưởng thức món khoai tây chiên tại bàn mình mà không bừa bộn chút nào. Nhìn hai bạn chia sẻ kỳ Kevin, thật tuyệt. Lén ăn vặt sau lưng giáo viên của bạn có thể là một việc khó khăn. Cái gì vậy? Ôi không có gì, em chỉ đang tận hưởng bài giảng tuyệt vời của cô thôi. Suýt thì đòi. Cẩn thận đấy Lily, khóa tam ba bận đấy nhé. Này, em đang ăn vặt đấy đúng không? Hả? Cô đã nói rồi, chỉ được ăn vặt trong giờ ra chơi, không phải trong giờ học của tôi. Bây giờ thì nộp cho cô Lily. Trời ơi, tất cả kẹo của mình. Đối với mẹo này, lấy một chồng giấy ghi chú như thế này và vẽ một hình vuông lớn trên đỉnh của chồng giấy. Bây giờ, dùng dao rạch giấy theo đường vuốt vẽ. Một khi bạn đã lấy ra những mảnh ở giữa, hãy tiếp tục cho đến khi bạn lấy được một nửa số giấy. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đổ loại kẹo yêu thích của bạn vào bên trong và đừng quên đậy lại nhé. Bây giờ khi bạn thèm một chút đường trong giờ học, hãy giữ bình tĩnh và trông cậy vào chồng giấy nhớ đó nhé. Thật vui vì mình đã cất đồ vào tủ khóa rồi, ba lô của mình nặng quá. Này, tôi hoàn toàn quên là mình còn thứ này trong túi đấy, cả một thước dài kẹo cao su thổi ngon lành luôn. Chuẩn bị được nếm bụi bẩn trên sàn nhà. Nhanh lên Kevin, bắt nó trước khi nó rơi kìa. Không, kẹo cao su của tôi. Ghê quá, trừ khi bạn thích sơ vải tóc và những thứ màu nâu đầy nghi vấn thì kẹo cao su này bị hỏng rồi. Khiếp, thứ đó khá kinh tởm đấy, cái quái gì đã xảy ra với nó vậy? Ưu, để nó ra xa tôi đi. Cậu cần gì băng dính của tôi làm gì thế? Cậu sẽ được thấy thôi. Bạn có biết dụng cụ cắt băng dính có thể được dùng như hộp đựng kẹo cao su chống rơi không? Bước 1. Dùng màu vẽ chế tác dụng cụ này một chút để trông nó bớt giống dụng cụ học tập. Trông khá đẹp rồi đó. Bây giờ tất cả bạn phải làm là gắn cả giải kẹo cao su của mình vào trong đó. Này Lily, mọi chuyện sao rồi? Xin chào Kevin. Bây giờ tôi có thể ăn kẹo cao su mà cậu đã hứa cho tôi không? Bạn đang nói về cái này hả? Hả? Đây nè, lấy một miếng đi, và lúc nào cũng được kích thước hoàn hảo nhé. Em đi học muộn nhé cô gái, đã thế còn cầm cả đồ uống sai quy tắc nữa. Trời ơi, mình vừa mới mua đấy. Em chào cô, em xin lỗi em tới muộn ạ, thỉnh thoảng em bị lạc giữa các hành lang. Được rồi, vào nhanh đi. Ôi trời, khát khô cả cổ họng, giá như mình được uống chai nước cam đó. Này, cậu có món gì, tôi có thể xin một ngụm không? Ái chà, Lily, tại sao đột nhiên cậu chảy nước dãi vậy? Xin chào, có ai ở nhà không? Đôi khi bạn muốn thứ gì đó nhiều đến nỗi nhìn đâu cũng thấy nó, nhưng hóa ra Kevin biết chính xác cách để lẻn đồ uống vào lớp đấy. Để thực hiện mẹo này, hãy lấy vỏ điện thoại bằng nhựa và tháo nó ra khỏi điện thoại của bạn. Sau khi đặt lưng nó dựa vào túi nhựa, hãy lấy một cây bút chì và khắc đường viền của nó lên tấm nhựa. Khi bạn đã hoàn thành việc đó, hãy tháo vỏ điện thoại ra ngay và dùng kéo cắt dọc theo đường viền. Giờ bạn có hai mảnh thấy không? Tiếp theo, lấy một dải giấy sát và đặt nó lên các cạnh tương ứng của miếng nhựa trước khi ấn mạnh bàn ủi phẳng nóng trên nó. Làm điều này với ba cạnh của miếng nhựa. Món đồ này trông như một túi nhựa nhỏ ấy. Bây giờ lấy chiếc nắp cũ từ hộp nước trái cây như thế này và dán keo xung quanh đế của nó. Trước khi nó có thời gian khô, đặt nó vào lỗ nhỏ của túi để làm vòi nước nhỏ. Tiếp theo, lấy đồ uống yêu thích của bạn và đổ vào túi, nhớ đổ đầy đó nha. Đừng quên đậy nắp lại. Cuối cùng, dán keo nóng vào mặt ngoài của vỏ điện thoại. Bây giờ dán túi nhựa ngay lên trên keo nóng. Sau khi khô, hãy gắn điện thoại vào vỏ và thưởng thức nước trái cây từ nơi cất giấu nhỏ bé của bạn.
cần một ngụm chứ Lily? Ồ, ơn Chúa, cảm tưởng như tôi sắp chết ý. Và nếu giáo viên của bạn đi bên cạnh, đừng lo lắng, bạn sẽ hoàn toàn được bảo vệ. Đúng, thứ đó ngăn ngừa mọi nghi ngờ luôn. Trời, tôi thực sự muốn ăn món gì đó ngọt ngào trước tiết khoa học. Ồ, tuyệt, mình nhớ mang theo món ăn nhẹ đặc biệt đây rồi. Ờ, ý cô ấy là thỏi so ná. Hay mình tôi nghĩ vậy? Thỏa mãn quá đi. Cậu đòi đến mức ăn được cả đồ trang điểm cơ à? Tôi có thể cho cậu một thanh granola hoặc một cái gì đó mà. Giữa hai đứa thôi nhé, đây không phải là son thật đâu. Để tự làm son môi của riêng bạn, hãy dùng vỏ hộp son thông thường như thế này. Hãy chắc chắn rằng không còn tí son môi nào nhé. Tiếp theo, đổ đầy một bát sô-cô-la trắng như thế này, cho chúng vào lò vi sóng để đun chảy. Trộn màu thực phẩm cùng màu với màu son yêu thích của bạn. Khi hỗn hợp đã được trộn đều, đổ nó vào hộp son rỗng. Cẩn thận, việc này có thể hơi lộn xộn. Hãy cẩn thận không đổ tràn ra đây nhé. Một khi nó cứng lại, bạn đã xong việc rồi. Đây Kevin, cậu ăn thử xem nào. Nếu cậu đã nói thế rồi thì ngại gì? Chà, khá ngon đấy chứ. Tôi đói quá. Này Kevin, cho tôi xin miếng kẹo trong túi bí mật của cậu đi. Không, không phải hôm nay, xin lỗi. Cái đồ keo kiệt, đưa đây cho tôi. Hãy đến với mẹ nào, kẹo chua thần thánh ơi. Chỉ cho tôi các cậu đã làm thế này đi. Chà, tất cả bắt đầu khi tôi thấy một tô kẹo khổng lồ. Ái chà, ngon như ở trên thiên đường kẹo ngọt vậy. Lấy một giải kẹo chua như thế này và cắt đôi nó theo đường xiên. Trên mặt có cạnh phẳng, đục một lỗ nhỏ. Khi bạn đã đặt nó sang một bên, lấy dao dọc giấy và gỡ lưỡi dao từ phần đáy. Khi bạn thực hiện điều đó, lưỡi dao sẽ trượt ra ngay. Sau đó, bạn thay thế lưỡi dao bằng giải kẹo chua bạn cắt trước đó. Một khi nó đã được đút vào, hãy bọc phần nút dưới đáy lại. Giờ, thay vì dao dọc giấy, ta có kẹo dọc giấy. Này, cậu biết tôi đang nghĩ gì không? Đến lúc chiến đấu rồi. Hú hồn kẹo chua hộ mệnh. Này, tất cả những lời vô nghĩa có nghĩa gì? À, cây đũa thần của cậu không là gì so với thanh kiếm ánh sáng của tôi đâu. Ôi trời, nhưng may mắn là tôi cũng có nhé. Trời đã, không sao chứ Kevin. Đùa thôi, thui à. Được rồi các bạn ơi, trận chiến có đang hơi quá đà không? Thấy không, cô giáo còn chú ý nữa kìa. Bây giờ thì dừng lại đi. Úi, chắc tại chúng tôi bị lú đường đấy. Vậy thì ăn thêm miếng nữa nhỉ? Ồ vâng, hoàn toàn xứng đáng. Không thể tưởng tượng một ngày trôi qua mà không có món kẹo cao su yêu thích của bạn. Vậy thì có lẽ bạn đã biết rằng nhai thứ này trong lớp có thể cực kỳ khó khăn. Tuyệt, hương vị yêu thích của tôi. 1, 2, 3, thổi. Trời ạ, Lily ơi, cậu làm tôi giật cả mình đấy. Và nếu cậu cho tôi một miếng kẹo cao su thì tất cả sẽ được tha thứ. Kevin, cậu không thể ăn cắp kẹo cao su của tôi như thế được. Nếu bạn cần ngụy trang kẹo cao su, câu trả lời có thể ở ngay trước mắt bạn đấy. Nếu bạn có một chiếc bút highlight hình hộp gần đó, lấy một lưỡi dao và cắt đầu nhựa của nó. Tiếp theo, lấy một ít keo nóng và đặt nó lên đầu bạn vừa cắt. Bây giờ dán nó vào cuối phong kẹo cao su yêu thích của bạn. Nếu bạn có thể in logo của bút highlight màu tương ứng nữa thì bạn đã có cho mình một hộp đựng kẹo cao su bí mật. Sẽ không ai biết rằng trong khi bạn đánh dấu các ghi chú quan trọng của mình, bạn cũng sẽ đắm chìm trong kẹo cao su thổi đâu. Bí mật nho nhỏ của chúng ta được chứ. Này Lily, cậu đang nhai kẹo cao su à? Ở đâu ra vậy? Tôi không thấy bất cứ thứ gì trên bàn của cậu cả. Đó là bởi vì thứ đó được cất giấu trong bút của cô ấy kìa. Xin lỗi nhé Kevin, mắt không thấy thì tim không đau phải không? Bạn sẵn sàng để ngăn chặn những lời than đói với những mánh ăn vặt ở trường này chưa? Sau đó, hãy nhớ chia sẻ điều này với các bạn cùng lớp của bạn và cùng mâm mâm thôi. Đừng quên đăng ký kênh YouTube One Two Three Go Vietnamese để có nhiều video tuyệt vời hơn thế này. Chúc bạn ăn vặt vui vẻ nhé.